Lẹ lên mau, phụ má một tay nè. Dạ. Giỏi quá ha, mấy bé lớn đã biết phụ má rồi. Dạ không, cảm ơn chú. Mấy anh chị đợi em chút xíu nha, một mình làm không kịp. À được rồi, được rồi, được rồi. Dạ, chị Sáu này ăn gì hả? À một ổ lấy bánh mì chả luộc không. Dạ. Còn hai ổ lấy đầy đủ, nhớ cho dưa leo ớt nhiều nha. Ủa sau này ăn nhiều vậy chị Sáu? À mua cho cả nhà ăn. À vậy hả? Nước sôi ra đây ngon mà, cả xóm này không ai làm ngon bằng cô á. Dạ. Một tí nữa cho tôi nước sôi nhiều nhiều nha cô. Dạ đã rồi, em nhớ rồi. Ê, mày hẹn với tao mấy bữa mà không thấy mày lết cái xác mày qua hả? Chị ba, em tính là em bán thêm vài ngày, em gom đủ tiền rồi em qua em gửi chị luôn. Mày đừng có dài dòng, bây giờ tiền đâu hả? Dạ bữa nay em không có tiền. Không có tiền hả? Ủa chị ba không có hả mày? Ôi trời ơi vậy mày không... Chị ba ơi. Ê, mày hứa tao bao nhiêu ngày rồi có thấy một cắc nào đâu hả? Thì sao hôm nay á mày trả gốc lẫn lãi cho tao biết chưa? Dạ. Tiền đâu? Em sao không có tiền đúng không hả? Không có tiền. Ê, chị ơi, mày ơi chị ơi, em xin chị, em xin chị. Chị ơi, chị để cho em bán, em còn có tiền để trả cho chị. Chị ơi, em xin chị mà. Chị ba đi, mẹ không biết đâu. Chị ba đúng rồi hả? Để cho nó bán, nó có tiền nó trả cho bà chứ. Bà béo im, không phải chuyện của bà. Tức tức quá, làm ăn gì mà tức tức quá vậy? Ê, cái bà tát, chơi chăn hồn á, dữ lắm á. Đi sao hả chị ba ơi? Tiền em mượn chị là chữa bệnh cho chồng em, chồng em mất rồi em cũng không còn đồng nào hết á. Ủa ngộ vậy, không có tiền mà mày đặt đi mượn tiền hả? Không có tiền hả? Đặt hết cho tao. Trời ơi chị ba ơi, đừng mà tao, đừng mà thôi, đừng mà. Chị ba ơi, chị ba ơi, em xin chị. Mày đập chết nó cho tao. Đừng mà. Này phải bánh mì không? Có chuyện con bưng lộn mà nãy chú để vô đâu phải vậy? Trời ơi. Chú lớn tuổi rồi, để ý chút giùm con đi. Bị đuổi một cái là không có xin vô lại được đâu. Chú quên, giờ giống phải là nướng quá em. Trời ơi, tại làm sao mà làm mà trái khét đen hết trơn là sao vậy hả? Dạ. Con lo con nhào bánh quá, con quên để ý cái lò nó bị khét. Chú thông cảm con nha. Con làm biết bao nhiêu lâu rồi mà bị lỗi cơ bản này nữa là sao? Dạ thôi, bây giờ không có nói nhiều nữa. Làm lợi lẹ, kịp nướng giao cho người ta. Dạ, vậy thôi cái mẹ bánh này chú trừ luôn con nha. Dạ, con biết rồi, con xin lỗi. Ủa, cái này lỗi của chú, sao con nhận của con? Chú mới vô làm à, trừ lương mẻ này là chú còn gì tao xài. Thôi phụ con làm lại mẻ khác nè. Chú nghe điện thoại chút nè. Dạ. Bà nghe nè con. Bà sắp tới chưa? 30 phút nữa là tới cuộc họp rồi đó. Nói họ chờ bà chút xíu nghe. Bà tới liền. Ừ, vậy nghe con. Phát ơi. Dạ. Con giúp chú cái nha. Gì chú? Con xin với ông Vũ á, cho chú chiều nãy chú nghỉ buổi chiều đi. Trời ơi, chú mới vì làm hư mẹ bánh đó, bây giờ còn đi nữa, không sợ bị đuổi việc hả? Cố gắng giúp chú đi, chú có công chuyện gấp lắm. Thôi vậy cũng được. Ủa, mà sáng chú đi gì tới đây? Đi bộ. Vậy đi bằng gì? Thì cũng đi bộ luôn. Thì con chở cho lẹ. Được không à? Dạ được. Không, phụ anh cái nha. Đi lẹ đi, con dẫn phụ nó làm.
xuống đi nghe. Dạ. Rồi 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 rồi. Ngừng. Tới đây được rồi, tới đây chú xuống được rồi. Rồi cảm ơn nha. Ủa sao vậy chú? Chú có hẹn người nhà tới đón, thấy không? Chứ con đưa chú về tới nhà đó. Ủa, nó lại để đón không có, nó chờ tội nghiệp nó. Vậy là con đưa tới đây rồi con đi về đúng không? Ờ về đi. Dạ. Đó. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Thì thôi con về nha. Chú gọi con nha. Dạ xe cẩn thận nha con. Dạ dạ. Ở đâu lên xe vậy ông nội? Ủa chú, sao chú ăn mặc nhìn xốc xếch thì ghê quá vậy chú? Hôi quá vậy. Trời ơi, thua ông bán vé số nữa. Lên xe gì, hỏi xe làm sao? Mày biết rồi, mày làm giống ông chủ à. Tao là tài xế, mày lên sau ngồi đi. Thì đó, tao nhìn là tưởng con là ông chủ, nhìn chú giống như tài xế vậy á. Lấy xe rồi lấy xe đi. Về đi đâu chú, hôi quá, đi nhanh nhanh đi, không chịu nổi. Trở về công ty đi, tao có công chuyện gấp. Trời ơi, chú mặc đồ gì của công ty, ai cho chú vô? Mày có chuẩn bị bộ đồ cho tao không? Ghê quá. Thì chạy lên khúc vắng thì tao thay đồ luôn. Thay đồ xe luôn hả? Thì thay trên xe chứ xe đâu. Xe tao, tao muốn làm gì tao làm chứ mày hỏi gì với Minh Dược? Con chú có vợ rồi thay đồ, ghê quá, vừa chạy xe vừa nhắm mắt à. Sạp quá. Hôi quá. Mày uống thuốc chưa? Thôi đi, hồi quá. Chào bạn. Xin chào mọi người. Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, để chưa quý vị chờ hơi lâu. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc họp luôn nha. Xin mời tất cả ngồi xuống. Kính thưa quý vị, bởi vì trong thời gian qua tôi thấy khu đô thị văn minh của công ty Minh Quang của chúng ta càng ngày càng phát triển. Bây giờ muốn phát triển thêm nữa để thu hút khách hàng có tiềm năng thì mình hãy đầu tư cho lớn để mình xây dựng hàng loạt khu nhà ở dành riêng cho những người thu nhập thấp. Quý vị thấy sao? Quang có ý kiến nhiều không? Dạ, chủ tịch. Như mọi người đều biết rồi đó, hầu hết dân cư sống ở các thành phố lớn đều là dân lao động nhập cư và có mức thu nhập bình quân. Nếu chúng ta giúp cho họ có một điều kiện sống, một không gian sống ấm cúng và phù hợp với mức lương của họ, tôi nghĩ đây là một đường hướng phát triển nhân văn và mang tính chất kinh tế rất là cao. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc với các nhà đầu tư lên kế hoạch bản vẽ. Ví dụ như là chúng ta xây dựng công viên, xây các khu vui chơi giải trí cho trẻ em, các hộ gia đình. Quý vị có ý kiến gì không ạ? Tốt lắm con trai. Nước đây, nước đây. Nè, cà phê của anh nè. Cảm ơn em. Em trà sữa, trà sữa. Cảm ơn chị. Nè, cà phê nè, cà phê nè. Trà sữa của chị đây. Ủa em. Dạ. Anh kêu mua cà phê sữa, sao lại mua cà phê đen đá cho anh? Chết rồi, anh kêu mua cà phê sữa hả? Em xin lỗi nha, em mua lộn rồi. Anh cũng đỡ đi nha. Ủa em, sao trà sữa của chị ngọt ngay vậy? Thì chị dặn em mua 70 đường 30 đá đúng không? Không, 30 đường 70 đá. Uống vậy mặt chết đó em ơi. Chết rồi, em mua lộn rồi. Sáng nay em lu bu quá cho nên em mua lộn rồi. Thôi không sao không sao, coi như là hai ly này em không tính tiền ha, họ tính tiền nha. Sao mọi người kỳ quá à? Nga đã mua giùm, không cảm ơn nó là thôi, đằng này còn hạnh hoẹ nó nữa. Sao cái gì? Không sao không sao, không sao. Qua đây. Cái gì vậy hả? Mày á, đi làm đã bận bịu gần chết rồi nè, công việc lo đâm đâm đê đê không lo, làm nhân viên chứ không phải làm ô xin đâu nha. Đâu có sao đâu, tiện đường mà.
Mai mốt là bỏ cái tật đó đi giùm cái. Cuối cùng nè, thấy chưa, nhận rồi làm sao? Móc tiền túi ra trả trường. Đâu có sao đâu, đâu có nhiều đâu. Ý, không có nhiều hả? Hồi nãy giờ tao đếm hả, vòng vòng là gần cả 2-3 ly cà phê đó. Cứ mỗi ngày mà đều đặn 2-3 ly vậy là tháng lương đi đứt luôn nghe không? Thôi, lỡ mà mốt tao có nghèo, mày nuôi tao ha. Còn khuya. Ủa? Dạ sếp. Ai? Ai là người viết thông cáo báo chí cho event của bất động sản Minh Quang? Ờ, dạ em. Cô viết hả? Dạ. Cô hay quá ha. Người ta ghi rõ ràng là thứ bảy ngày 17, mà cô viết kiểu gì bây giờ ra là thành ra ngày 7. Hả? Để rồi ngày hôm nay tất cả báo chí đồng loạt đưa tin là bất động sản Minh Quang mở bán dự án vô ngày 7. Trời ơi, chưa mà. Làm việc gì kỳ vậy? Hả? Bây giờ bên đó người ta đang rùm beng lên kìa. Người ta làm việc rất là phong thủy, cô biết không? Hả? Dạ sếp ơi, em nhớ rõ là ngày 7 mà sếp. Đâu có phải 17 đâu. Nhớ hả? Cô làm việc mà cô nhớ hả? Nhớ là sao? Làm việc là hợp đồng, giấy trắng mực đen. Thấy không? Bây giờ á, báo chí đưa tin rần rần mà dự án chưa mở bán. Đó. Ai chịu trách nhiệm đây? Hai cô bây giờ phải lo mà sắp xếp với bên Minh Quang nha. Sắp xếp không được á là chuẩn bị nhận đơn nghỉ việc nghe chưa? Sếp. Liệu hồn đó. Sếp. Sao mà ẩu dữ vậy? Trời ơi, chết rồi. Chết tao rồi, tại sao tao lại nhớ nhầm như vậy chứ? Chết rồi. Tất cả hoa nè, tất cả mọi dịch vụ khác đều đặt vào ngày 17, chỉ có riêng báo chí là... Trời ơi. Sao mà ỷ y quá, không có kiểm tra lại gì hết trơn á. Rồi bây giờ không biết làm sao nữa nè. Trời ơi, bên Minh Quang nghiêm khắc dữ lắm luôn á. Kỳ này cho hội bị đền hợp đồng chắc luôn nè. Tao nhớ là hồi xưa mày có thực tập bên Minh Quang đúng không? Mày coi xem là bên đó có ai có tờ nhờ giả vụ này được không? Bên Minh Quang á hả? Ừ. Bao nhiêu năm nay đâu có dính dáng gì đâu. Dạ, đây nè. Dạ, dạ, em biết rồi. Dạ, em hiểu rồi. Em đang làm nè, dạ. Có sao không anh? Dạ. Nè, đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Làm ở phòng nào? Dạ, em xin lỗi. Em là thực tập sinh ở phòng VIA. Em chưa có phải là nhân viên chính thức. Thực tập sinh hả? Vậy thôi, vô phòng hành chánh á, lãnh lương đi, khỏi thực tập nữa. Dạ anh ơi, em mới đi làm có 2 ngày, em xin lỗi mà. Em có biết đây là... Thôi được rồi, lần sau đứng cẩn thận nha. Dạ. Nè, lần sau nhớ để con mắt dưới trán nha. À, anh ơi. Rất tiếc, năng lực của cô không phù hợp với tiêu chí của công ty. Vì thời gian thực tập của cô, công ty đã kiểm chứng năng lực của cô rồi. Bây giờ tôi có thể chứng nhận cho cô là 2 tháng thực tập công ty thôi. Đem mọi thực ký đóng dấu. Thôi đi. Dính líu vô bên đó rồi mắc công rắc rối lắm. Rắc rối cái gì? Trời ơi, bây giờ cái chuyện này mà không giải quyết được nó rắc rối nè. Giờ bị đuổi việc còn vừa bị đền hợp đồng nữa. Hà, năn nỉ đó. Giúp giùm đi mà. Mày đâu có muốn tụi mình bị đền hợp đồng đâu đúng không? Nhưng mà cái này không có nhân nhị gì hết. Năn nỉ. Tôi muốn có anh Cường. Tôi muốn cô trả anh Cường lại cho tôi được không? Cô có biết là tôi và anh Cường là vợ chồng với nhau, có hôn thú với nhau. Cô lấy tư cách gì, cô lấy quyền gì mà kêu tôi trả anh Cường lại cho cô? Tôi có chết đi, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô. Bình tĩnh lại nghe tôi. Bước lại, cô muốn gì cũng được. Cô đừng làm bậy. Chuyện gì vậy em?
Em lại mơ tới chuyện đó nữa hả? Quỳnh! Em giết Hơn hả? Em không có. Là Hơn trầm chân xuống. Em cũng không kịp. Cô đừng có giải thích nữa. Em không có. Anh Cường. Thôi em, chuyện qua lâu rồi, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tất cả là lỗi của anh, em không có liên quan gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Thôi, rửa mặt đi, rồi xuống ăn cơm, cả nhà đợi đó.